Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Hành Gà. Hôm nay thì rảnh rỗi một ngày nắng em ạ. Hôm nay thử đi lái xe truck. Đợt này như nói là thế nói là xe truck thì nó sẽ được thêm tiền ấy, hình như được 15 hai mấy chục nghìn một chuyến ấy. Khá là thơm. Đợt này đi đợt này chế súng chế đạn các thứ, mua đạn các kiểu nhiều, tiêu tốn nhiều phết anh em ạ. Nên là đi lái xe truck để kiếm thêm thu nhập, bù lại khoản mẹ súng đạn. Ok, che mặt phát ạ. Đấy. Rồi ok, mình sẽ cắt cái con xe này của mình vào, lấy con xe truck đi chở vũ khí anh em nha, chở vũ khí được nhiều tiền hơn. Giao hàng cấm này, xa vũ khí này. Ui mẹ, nó được con container luôn ạ. Con này tốc độ cũng cao phết này. Ok, hy vọng là mẹ, tôi nghĩ là buổi sáng này cảnh sát họ sẽ ít trực hơn đấy. Có gặp cướp thì cướp thôi, nhưng mà tầm này gặp cướp sợ gì, không phải mẹ gà mờ như ngày xưa nữa rồi anh em ơi. Để xem đi chuyến nào nha. Ui, mẹ nó đi vòng bên này ạ. Ui xa thế, lên tận đâu ấy? À lên đây à? Ok ok. Đợt này thì vẫn ra clip đều, tôi vẫn ra clip đều 17 giờ hàng ngày. Anh em rảnh rỗi thì có thể đón xem clip ủng hộ tôi cũng như là anh em ở trong team nhé. Đợt này trong team thì chất lượng ấy. Con xe mẹ. Đợt này thì anh em ở trong team cũng thêm khá đông, thêm một số bạn nữ nữa. Hy vọng anh em vẫn luôn ủng hộ. Đợt này thì anh em thấy có vẻ bình kiểu bình luận ở trong video hơi ít đấy. Anh em nào mà rảnh khi mà xem video ấy thì anh em cũng có thể bình luận để góp ý xem là nên làm video cái gì, hoặc là anh em thích xem những cái nội dung gì ấy, các kiểu ấy. Thì để anh em hoàn thiện thêm cũng như ủng hộ anh em trong team nhá. Đi thẳng cổng bên dưới. Ui. Cái xe này nặng nên là khi mà bị thúc ấy thì mẹ nó dễ bị mất lái lắm. Nhưng mà hình như tốc độ nó cũng cao ấy, tốc độ cao hơn cái con xe tải kia nhiều ấy. Cái con xe tải ui mẹ, ok. Đúng mẹ, cũng kiểu chạy tốc độ bàn thờ luôn ấy. Mình sẽ đi hướng cao tốc này ra anh em nhé. Rẽ trên này đúng không? Ôi mẹ. Đúng một nồi đồng cối đá, chưa mẹ chưa móp tí nào luôn ấy. Thôi đi mẹ, hướng này cũng được. Kiểu gì nó cũng ra hướng bệnh viện đúng không? Đi qua bệnh viện. Ôi thôi. Ôi. Chạy luôn, chạy luôn. Ui nó quay lại bắn luôn ấy. Không phải. Đang mua cái gì ở đấy ấy. À. Ồ. Oh. Tiệm tạp hóa chắc. Ở đâu nhỉ? Phải, ông mẹ toàn đi tốc độ bàn thờ thôi. À, rẽ đây chứ đúng không? À đi đi thẳng. Đi thẳng sẽ đi thẳng lên trên sa mạc ăn. Ở trên hướng 12 giờ luôn. Đằng sau đây, đằng sau bệnh viện. À đúng mẹ, đi vừa vèo phát mẹ trời đang nắng rất to mà ra đây phát mẹ trời mưa luôn anh em ạ. Nghe có vẻ hơi mẹ có điểm hay sao ấy nhỉ? Thầy chuẩn bị súng đạn sẵn sàng này ra đây không là bọn nó lại bị bọn nó thịt luộc anh em ạ. Như anh em đã biết thì bên Lơ Sa Bảo bọn tôi là có mối thù truyền kiếp với bên Rakura. Rakura thì băng đảng nó cũng lâu rồi. Bọn tôi thì cũng mới thôi nhưng mà cũng cứng. Đấy. Có anh em cũng hay chiêm đóng băng đảng qua lại các kiểu, cũng hay giao tranh ấy với lại bên PD nữa. Nói chung là ra băng biên giới bây giờ nó cũng hơi nguy hiểm. Mà cộng với việc là trời mưa này nữa thì mẹ nghe có vẻ hơi khoai anh em ạ. Thắt cỏ dây an toàn, thắt cho nó chắc chắn. Ra đây mình chỉ cần thấy quả bóng dáng phát phi là tốt luôn anh em ạ. Không có dừng lại luôn. Ra đây mà dừng lại rồi xong xác định bọn nó bắn nó lũng người luôn đấy. Xác định cổng biên giới luôn này này. Sấm chớp. Trời mưa nữa ạ.
khoai cái là cái đoạn này nó thường hay nấp ở đây ấy. Đấy, sao vì mình phải giảm tốc độ ấy. Phục sẵn rồi ạ. Quái nào bọn này nó lại đi, nó đi cướp tôi mà. Đây đây, lấp xuống đây ngay. Hướng này em ơi. Chuồng này nó mất dấu luôn. Bọn này, bọn này mất dấu luôn. Cũng biết đường theo luôn đấy. Thế bọn bọn nó cứ chạy, bọn nó chạy ở trên đường này không bằng mình đâu. Mấy cái xe mấy cái xe xem xe gì nhỉ, siêu xe, mấy siêu xe ôi mất máu luôn à. Nó chạy con xe đến thi ạ. Áo vãi. Tính ra nó thúc cái mẹ tôi mắc vào đây luôn. Xuống xe, xuống xe liền, gấp đây. Dạ. Nhà ngoại xuống xe ngoại. Má, nó cày. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, thằng này chết với tôi rồi. Lùi ra đây, lùi ra đây, lùi lùi lùi. Chú xe. À, đen thật ạ, dính vào đây luôn ạ. Ui, trời nắng luôn này. Đấy rồi, nắng rồi, nắng rồi. Chú xe mày. Không xuống, không xuống. Bọn này bọn nào ấy. Đó là cướp chứ của... Mày hỏi chuyện ngộ mày. Chú xe lẹ rồi. Bọn mày biết tao là ai không? Mày là ai kệ mày chứ. À, đây, đây rồi, đây rồi. À, mày láo nhờ. Mẹ. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Chuột 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 chuột. Không chơi bài này nhỉ. Cái xe của mình dễ mắc lắm. Bây giờ chính luôn đấy. Ui, nó thúc cho cái mà mẹ. Vãi thật. Nha, nó thúc một cái mà mắc luôn đấy. Ui. Ui. Đây rồi. Xuống xe đây mày, xuống xe. Ao không xuống. Xe này mạnh thế nhỉ. Ui. Mẹ tí nữa thì mẹ nhỉ. Lì quá mày. Mày giỏi xuống bắn tao đi. Vừa nó bắn tao nó xuống bắn luôn ạ. À. Căng nữa anh. À. À.
Ui mẹ nó đang lên rồi, nó lại lên rồi. Ở phát sau đây này. Mình đã hơi sớm. Sao xe nó nhỏ và mạnh thế? Mày lì quá mày. Mày giỏi số má. Sao mày lì quá vậy? Sao mày lì quá vậy? Nhìn bão nó không lên được đâu. Chuồn 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 anh em ơi. Mất xe hàng luôn ạ. Căng vãi. Thấy rồi, bọn mày chết với tao. Nó không thấy mình rồi, nó không thấy mình rồi. Chuồn 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 chuồn. Mất con xe ạ. Hay. Ui, lại lên chỗ cầu này. Nó không thấy đâu, nó không thấy đâu. Tao chuồn xuống lấy con xe của nó luôn anh em. Đánh là hướng nó tưởng là mình lên kia, mình sẽ vòng xuống đây. Hút con xe của nó. Đây rồi. Thời tới rồi. Đây rồi. Má. Nó vẫn chưa biết luôn ấy. Mất chuyến hàng anh ạ. Tôi phải lấy lại chuyến hàng này nhé. Kiểu như tốc độ bàn thờ rồi luôn. Má không có tưởng nó lên luôn á. Cướp luôn xe hàng của tôi. Đợi nó đi ra đã. Tự nhiên bây giờ mẹ mình lại thành cái thằng phải đi cướp lại xe hàng ạ. Ôi nhá. Nó không lên xe à? Trời ơi, có thể nhanh lên được không? Đây rồi.
Nó bắn nổ lốp xe hết rồi anh em ơi. Xe này nổ lốp rồi. Rồi. Đúng đời luôn. Cướp lại xe hàng đã. Bọn nào mà dám cướp xe hàng của mình luôn đấy. Không chạy được luôn đấy. Chiếm xe hàng này. Ôi nhưng mà mình lại tính ra nó cướp cái lô hàng kia mà mình lại cướp được con siêu xe nó luôn đấy. À, đây đó. Đây rồi. Ăn được là tao phải đạp đổ luôn. Má sao nó không nổ bình xăng nhở? Hình như nó còn bọn nào ấy. Tôi vừa thấy cái xe mà xanh rẽ ở đoạn này. Má nó cay thật. Nó đi chở sẽ lái cái xe mình đi đâu trời. Con này mất lái rồi. Cay nhỉ. Nó định lùi lại chơi mình luôn à. Thấy có anh em nào đây rồi. Xe vàng ạ. Phải xe vàng ạ. Bay hết. Đứng ở đây. À, căng lại. Mẹ nó còn mẹ có bọn nào lên make up nữa. Rồi. Hai thằng hai bên. Tao lại sang tao cướp cái xe của thằng kia. Ok. Má mình sang tôi sang nó cướp xe này anh em ạ. Mẹ nó lại bắn nổ lốp rồi. Má nó cay thật. Nó bán cái xe này là nó thua mình rồi. Xe này hỏng một bánh. Nó cay. Xe nó không chạy lại đâu. Mẹ đây. Vũ mình lại mình thúc chết luôn này. Ui mất máu.
Ê, định bắn à? Không được đâu. À, nó cày thật. Nó lại chạy sang đây rồi. Thôi, bỏ hết máu rồi anh em ơi. Thôi. Hết máu rồi. Nó bắn tí thôi nữa là bay màu. Chịu à. Mất xe hàng rồi. Biết ngay bị đâm ạ. Ma nó đã thế tao cho mày mất xe hàng này luôn. Nó bọn này nó lì vãi ạ, nó bắn nổ hết lốp luôn rồi đấy. Uầy trời ơi. À, nó cay thật, mất hết luôn anh em ạ, mất cả xe hàng, mất hết luôn. Trắng tay rồi, trắng tay rồi. À. Cay thật. Mày chứ mày. Nãy giờ tao mệt mày nghe. À, bọn mày đợi tao nha, bọn mày đợi tao, tao sẽ trả thù vụ này nha. Tao đây ở ngoài này nè mày, tao ở ngoài này đợi mày nè mày. Được. Mày, mày cứ đợi mày tao. Mày thằng da đen. Tao à. Cớp mà mày không đứng lại cho tao cớp. Bọn mày chống đối hả mày, cao cấp xe hàng luôn. Nó phục tôi sẵn rồi. Cao cấp xe hàng của mày luôn. À, nó cay. Mày cứ chạy lên đây đi rồi mày gặp tao. Được được được, bọn mày cứ đợi tao trên okay, đây. Ngoài khu này. To be continue. Mày cứ đợi okay, tao trên mày. Đây. Mày chạy ra đây. Mày hả mày, mày láo không ra đây. Cay thật. Mày dám cướp xe của thằng em tao luôn hả mày? Mày dám, mày ngon lắm. Má, tôi biết thì tôi chạy mẹ luôn này. Quá đó. Mày ngon lắm. Má, tiếc quả xe hàng quá anh em ạ. Tự bắn em, cho nó đứng đây luôn. 20.000. Ok, thôi mẹ tập này này thôi anh em ơi. Kêu là mẹ nó đem tiền đây chuột mày luôn. Hẹn anh em tập tiếp theo nha. Mẹ, có lẽ là hôm sau thì phải lên xử hàng này. Okay, tôi nhớ con xe này rồi. Amunation. Được được. Chắc chắn nó sẽ phục tôi lên đây nữa. Chắc chắn rồi, mẹ nó biết mẹ thằng da đen này này mẹ. Tôi nghĩ là nó nghi ngờ ai của nó biết mình là ai vậy. Ok, anh em xem một clip này nhớ cho tôi một like, một subscribe đăng ký kênh nhá. Đen vãi nồi cứ tách anh em được cái là lại thấy đi viện anh em ạ. Ok, bye bye anh em nhá.